Xin chào anh em yêu nòi dân tộc nha. Mình đang đứng ở một nơi rất đặc biệt. Trên đỉnh núi luôn. Kìa, trên trời có chim bay kìa, đấy. Đàn chim về trời đấy. Hôm nay được sống chuồng anh em ạ. Mình giới thiệu cho anh em một cây nỏ đặc biệt ở chỗ nào, mình cho anh em ngắm thì đã, rồi tí nữa nói chỗ đặc biệt sao. Cánh đây, cánh này mét mốt, thân là 83, cây số 26. Đặc biệt đầu tiên đấy, và chính là cái gỗ để làm lên cái nỏ này. Cái này là gỗ của một cột cây nhà sàn, là gỗ nghiến nha anh em nhá. Gỗ này cái nhà sàn đây khoảng mấy chục năm rồi, nên bây giờ cái gỗ bây giờ nó đã khô rồi và nó không còn cái độ co ngót nữa, nên bây giờ cái thân này mình nghĩ là nó sẽ không nứt nữa, không nứt, không cong vênh nữa. Nếu nứt thì cong vênh nó đã nứt rồi. Đấy, mình quay kỹ cho anh em nha, không có vết nào nha. Mình để được mấy tháng này nhưng mà chưa thấy nứt tí nào hết. Đây mình sẽ để các bếp đây. Đấy. Cái cột của nhà sàn có cái nếp nhà xưa, nhà sàn. Gỗ nghiến anh em nha. Nghiến đỏ. Còn cái đặc biệt thứ hai nữa là mình cho anh em xem là chỗ này, anh em có thấy khác không? Đây là xương này, đây là xương, đây là xương. Nhưng sao cái chỗ này lại màu lại khác thế này? Anh em có biết là chất liệu gì không? Đây này, chất liệu gì? Đây chính là sừng của con trâu bạc anh em nha. Con trâu bạc một số nơi anh em gọi là trâu trắng đấy, nhưng bây giờ cái loại đó hiếm rồi. Chỗ mình là hiếm, có thể là một số chỗ anh em vẫn đang còn. Còn nhiều, còn mình là loại giống trâu bạc bây giờ đang ít nuôi rồi. Mình chỉ xin được miếng làm thử cái chỗ này thôi, cho nó khác biệt thôi. Đấy. Này lên rừng hít tí không khí trong lành sau dịch. Và coi cho anh em ngắm một cây. Cái này mình cũng thấy bình thường, chưa phải đẹp lắm, nhưng nó độc ở cái chỗ là cái thân gỗ đặc biệt thôi, với cái chỗ sừng trâu. Đấy. Anh em có vấn đề gì thắc mắc về nỏ thì cứ liên hệ mình theo số điện thoại 0907682888. Mình còn rất nhiều mẫu nỏ nha. Anh em cần tư vấn mẫu nào thì cứ liên hệ mình. Đấy. Chào anh em nha. Mình phải đi cho lợn ăn nữa.